Đấy nhá, hôm nay em lại tiếp tục đào ong muối nhá. Đấy, đa số nhiều bác gọi là ong cá đấy. Đấy, nó trong lỗ đây. Nhiều bác cứ bảo ong ngủ ngày là không phải đâu nhá. Đây không phải ong ngủ ngày. Ngủ ngày là ong khác, ong to hơn. Nhiều bác cứ bảo là chưa thấy loại ong này bao giờ. Đấy, ở quê các bác chắc là có nhưng mà các bác chưa gặp thôi. Đấy. Đấy các bác nha. Bé rồi các bạn, hai tầng gì đó. Đây khá mẩy các bạn. Rồi, cảm ơn các bác đã xem video nha.